giữ được cho mình tâm bình an. Thứ hai, nó làm cho mình sáng suốt hơn để quyết định công việc mỗi ngày, nó không có bị rối. Thứ ba, nó làm cho mình mạnh khỏe hơn. Cái quan trọng nhất, nó làm cho mình gần với về trời hơn. Còn nếu mà người mà không chịu ngồi thiền á, mình cứ chạy theo đời á, chạy theo công việc hàng ngày, chợ búa con cái, việc làm rồi đó, thì mình sẽ xa với cái thần hồn của mình. Cái hồn của mình nó cũng mệt mỏi á, mà khi nó chịu không nổi á, mà cái xác mà cứ mơ trần á, mà chạy theo trần á, thì lúc đó nó sẽ làm cho mình bệnh rồi chết sớm. Cho nên cái thần hồn là chủ, cái xác là tớ. Mà con người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cho không thấy hồn, tức là tôi không tin nó là chủ tôi. Sáng tôi thức dậy tôi cần phải đi gọi điện thoại chỗ này, tôi phải đi kiếm bà tám kia để tôi tán dốc, thì cái đó là mình đã chạy theo trần, thì mình sẽ dễ xa vào địa ngục lắm đó. Thân khẩu ý sát phàm, nó không, nó là một cái bộ phận 50% chịu trách nhiệm những gì chúng ta làm. Cái linh hồn của chúng ta chịu trách nhiệm, nhưng mà khi cái linh hồn mà nó thấy sát phàm làm sai á, nó sẽ rất là bất mãn. Những cái người mà làm những chuyện rất là kinh thiên động địa tội lỗi là vì họ đã đánh mất đi cái linh hồn của họ. Nếu con người chúng ta tin có thượng đế, tin có giấc mơ, tin có ma, có thần hồn, tin tái sanh, thì chúng ta phải nhất định là phải nghe lời cái thần hồn, và chúng ta phải trân trọng nó. Thần hồn là cái gì? Thần hồn là cái lương tri của chúng ta. Chúng ta mất đi thần hồn là mất đi lương tri. Khi mất đi thần hồn, chúng ta sẽ không có tên ai hết. Chúng ta chỉ chạy theo học vấn của đời, và chúng ta sẽ lăn lộn trong luân hồi lục đạo. Cho nên cái hồn là chủ, lúc nào cũng phải nhớ. Mỗi ngày mình cho cái ông chủ của mình ngồi nói chuyện với mình một tiếng, nửa tiếng buổi sáng, nửa tiếng buổi tối, để coi ông chủ của mình, ông biểu mình làm gì á. Thì trước khi mình ký giấy ly dị thì coi ông chủ mình có đồng ý không. À, trước khi mình sân si, coi ông chủ mình ổng nghĩ cái này có đáng sân không. Chứ mà không ai cấm quý vị sân nha. Tại vì sân si là bản tánh của thường tình của nhân loại mà. Nhưng mà phải cho ông chủ có một chút xíu quyết định, chứ làm tớ mà quyết định hết thì cũng không có lạm quyền hết. Khi mình lạm quyền thì xác mình bị sơ. Xác mình bị sơ thì mình sẽ bệnh, rồi lúc đó mình cứ chạy theo công việc làm, rồi gọi là thường thường Mỹ nó gọi là stress, rồi từ từ thành bệnh liệu. Rồi từ từ mình sẽ hờ hợp đi, những cái decision, những cái quyết định của mình nó không còn chính xác nữa. Nó cứ lững lững là rồi trao đảo, cũng chẳng biết mình làm đúng làm sai. Khi mình ở trạng thái đó thì ma quỷ hay là thầy này thầy nọ dễ dụ mình lắm. Người nào mà nói ngọt lưỡi một chút, rồi cho mình chút xíu khen ngợi là mình cho đó là đúng. Cho nên nước Việt Nam bây giờ con thấy không, bày đàn không, chuyện đúng thì cho là không đúng, cộng cỏ thì nó cộng cỏ, cộng tóc Phật cũng mấy triệu người chạy tới. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là những người đó không có chịu ngồi thiền á. Cái người ngồi thiền không ai ngu mà đi chạy ra cọng cỏ nó chờ cọng tóc Phật. Một chút gì cũng làm rần trời lên đó. Còn Phật sống đang ngồi trình ảnh đây nói chuyện mỗi ngày à. Làm tình. Mà 5 năm rồi Thí Hộ lên mạng nói chuyện. Nếu một người mà nhớ được 300, bữa nay 311 cái clip hiện giờ đang nằm upload trên đó đó. Coi coi. Cái clip nào nó nói về chuyện gì, thời gian gì, đem ra đối chiếu rồi trúng không? Trúng phốc hết trơn, không có gì không trúng. Thiên tử nói sao chặt được. Chỉ có thiên tử giả, không biết chuyện nói thôi. Còn Sư Phụ là người thông thiên. Mỗi ngày Sư Phụ họp. Họp ở trong công ty thì lâu lâu họp một lần không? Tại cái hãng nó lớn mà nó đi theo quỹ đạo. Họp với ai biết không? Họp với thần thánh không? Lời của thần thánh nói chuyện, thần thánh không bao giờ nói láo chúng ta. Thượng đế không bao giờ nói sai, nói là làm. Phật cũng vậy. Sư Phật nói
vào thời mạt pháp, đệ tử của ta mặc áo đời, đó là pháp môn mới mà các người phải theo và nương theo đó mà đi về. Còn chạy theo màu khác, sắc âm thanh, đó là màu vàng đó, vàng khè hay là màu bóng đồ không, người chạy theo tiếng nói ngọt ngào là xong, đó là màu khắc âm thanh là không, không có đúng. Rồi các người sẽ bị trong luân hồi sanh tử. Sư phụ ngồi đây là được ấn chứng của Phật Thích Ca từ mấy nghìn năm về trước. Thời Phật còn tại thế cũng có sư phụ ở trong cái tăng đoàn đó đó. Mới gì nói vua A Dục Osaka khi trở lại cái kiếp này là kiếp cuối cùng của Thái tử Thiên Hoàng. Tại sao gọi là kiếp cuối cùng? Là vì sư phụ đã có nguyện thời, khi cái quả địa cầu này còn sự bất công, sư phụ sẽ không về trời. Không về trời nghĩa là không thành Phật. Mà xưa thời cái này á, những đứa đệ tử ở Thiên Long Sơn nó cười, trời ơi cái trái đất này làm gì mà không có bất công, đi ra mua cộng hành thôi nó cũng bỏ trái quá học vô nữa, ăn con tép có chút xíu nó cũng chích thuốc nữa, làm gì không có bất công. Nhưng mà sau này nó thiệt là không có bất công, trời xem. Rồi đến ngày hôm nay nước Mỹ xém một chút bị chia làm đôi giữa trắng và đen. Lúc đó là bà nữ thần tự do, tức là mẫu, mình có năm mẫu nghe, năm mẫu ngũ hành đó. Cái mẫu ở Mỹ này là bà nữ thần tự do hiện về ngồi nói chuyện với sư phụ. Thái tử có biết sau này tương lai nước Mỹ sẽ bị chia làm đôi, cũng rất là khổ nạn, do cũng như nước Việt chẳng khác gì. Cái lúc đó sư phụ mới nói, tuy là tôi là người Việt Nam, sanh trưởng Việt Nam, nhưng mà chân mệnh là thiên tử, mang thân người Việt Nam, nhưng tôi ở đây từ nhỏ, nước Mỹ cu mang, ở hên hên nó vô Silicon Valley thì làm được ghi mạch có một chút đồng ngân thì ra cứu độ chúng sanh. Chứ còn nếu mà xui xui á, đi về những cái tiểu bang làm farm hay là nuôi gà chăn bò, chắc bây giờ cũng không có đồng nào để mà mở chùa mở núi. Thì tôi cu mang nước Mỹ, tôi mang ơn nước Mỹ, tôi phải trả nợ cho nước Mỹ. Lúc đó sư phụ nói chuyện vậy, cái ngài mới nói thì để coi phước phần của chúng sanh ở đây, ở cái thổ địa này, lãnh thổ này. Thì lúc đó sư phụ mới khấn cha, xin cha xin mẹ, sư phụ xin cái gì cũng được hết, sư phụ xin cho cái quả địa cầu này đừng có bị lửa hầm thiêu hủy hết, là nhân loại không còn một mạng á, nó dễ hơn phải không? Còn bây giờ phải sàng lọc, phải lựa người tốt ở lại rồi người xấu ra đi á, thì nó rất là khó. Còn những dạng nữa thì sao? Bữa làm tốt, bữa làm thiện rồi sao? Cho nên vũ sổ là dễ nhất. Lúc đó Minh Dương khóc xin cha, đừng có vũ sổ. Thì cũng may á, là cùng với thầy hạ phàm, hôm nay mình mới còn ngồi đây nữa. Tất cả nhân loại trên quả địa cầu phải cảm ơn sư phụ á. Đó là thiệt á, chứ không phải là chuyện trong sáu quyển kinh thư của Đức Thầy nói là không có đâu. Đó là 100% là thiệt. Sư phụ kiểm chứng như vậy trên mà. Khi quả địa cầu này sẽ, sau khi ông Trump lên, nước Mỹ không có bị chia đôi, ổng phải bước xuống 4 năm thì giữa da trắng da đen. Lúc đó ngài trò Washington 4 năm về trước, ông mới nói khi mà nước Mỹ mà hòa hợp với nhau thì lúc đó đó tất cả nhân loại sẽ hưởng từ thái bình. Thì hôm nay con thấy á, hồi xưa đó người da đen họ bỏ phiếu cho bên dân chủ, bây giờ thấy ông Biden cũng ê chề, cho nên da đen mễ gì cũng bỏ cho ông Trump hết. Thế nên kỳ này ông bước cho Nhà Trắng là 100%. Hồi 99 đi, cái này là góc độ của mình nha, là chắc ăn luôn á. Thì hôm nay nước Mỹ nó đã hòa hợp và nó đã được giải được cái nạn là do sư phụ khấn á. Mà mình nói mấy người Mỹ họ đâu có tin đâu. Tin không tin gì thì cũng là sự thật. Sống
không biết nhưng mà chắc sẽ biết. Thằng hồn nó có ngũ thông, nó tự động nó biết. Thế hồi xuống quả địa cầu này làm biết bao nhiêu chuyện vĩ đại mà có ai hiểu đâu. Bây giờ nhìn hiện hữu thôi, trước mắt, thực tế. Gọi là mình với Dung lên đây ngồi nè con. Mình lên đây nè. Là con Florida quá, ngồi xa quá. Để tứ ruột. Với Dung nữa lên đây. Quả địa cầu chúng ta cai quản bởi mẹ là Phật mẫu, cha là Thượng Đế, cho chúng ta có sự sống và có thể phạt chúng ta khi chúng ta làm sai. Hồi sáng này cha hiện về trong cái nhà vàng đó, chu vi không đầy nhiêu 5 mét vuông nữa không? Tính thì Việt Nam là 5 mét vuông nó không tới nữa. Rất là thô sơ, nhưng mà Thượng Đế đã ngự ngay nơi mảnh đất này, ngay nơi đó, và nói chuyện với sư phụ trước mặt đám đệ tử, cho con cũng chứng minh thấy chưa có một nơi nào mà trên thế giới mà có hồng ân đại phước như là dân Houston Texas này. Con thấy ông Trump ông làm việc, ông không có ảnh lương, ông chỉ làm việc cái lương tâm của ông, vì chánh nghĩa. Sư phụ làm việc cũng không có xin đồng ngân của các đệ tử hay là xin tiền của ai, làm gì yêu nước Việt, làm gì sứ mệnh cứu nước Việt. Còn những người Việt Nam mà mưu này tính kia, chống đối phỉ báng xuyên tạc, thậm chí muốn giết sư phụ, thì những người đó là người tâm quỷ, tâm thú, mang thân hình người Việt, nói tiếng Việt. Họ không phải là con rồng cháu tiên. Nên nhớ, những cái người mà có cái tâm làm hại sắc phàm của thiên tử thì người đó là con thú, mà mang thân người, nói tiếng Việt là thiên ma, con cháu của thiên ma. Trong thời gian những ngày kế tiếp khi sư phụ là Đức Bình Phú Sổ sẽ xuất hiện, Ngài sẽ cùng với sư phụ, cùng với một đám chư thiên và Bồ Tát cũng đầu thai mang thân người giống như những công chúa ngồi đây, cũng như chúng ta Phật Thánh Tiên cùng sống chung nhau, cùng ăn chung với nhau, cùng nói cùng tiếng với nhau, nhất là tiếng Việt. Có lần sư phụ ở trò Washington ở nước Mỹ, có Phật Thánh Tiên hạ phàm, rồi có những cái người mà siêu nhiên giống như kiểu sư phụ không, bảy dòng hậu quan rồi thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông tiếp xúc, ông nó không có phước đó, chỉ có nước Việt có hồng ăn đó, có thái tử hạ phàm thì những người đó mới theo phò thái tử, và trong tương lai thái tử về làm minh vương nước Việt là sẽ nắm cái đạo sẽ thống nhất thế giới, rồi từ đó nước Việt thành cường quốc. Rồi ông còn nói sau này ngài nhớ cứu nước Mỹ nha. Lúc ngài ông nói câu đầu tiên sư phụ không tin. Nước Mỹ đang giàu có hùng mạnh F-35 Việt Nam á, chiếc máy bay mũ không có nữa thì làm gì mà cứu nước Mỹ. Ông lặp lại một lần, ngài nhớ nha, sau này ngài nhớ cứu nước Mỹ nha. Ông năn nỉ với phụ vậy đó, con tin không? Thiệt á, lúc mà phụ ngồi nói chuyện với ông á, ông nói ông nói trước vậy đó. Rồi ông nói sau này Đài Loan sẽ qua cầu cứu nước Việt, ngài nhớ cứu Đài Loan nữa nha. Cái nước Việt bây giờ là coi ai không ai gì, nhưng mà ổng nói trước vậy đó. Chứ không biết nhiều cái, nhưng mà chuyện đời chưa tới mình không biết. Thì ổng nói sao mình cũng cười thôi, nó ok rồi, ổng nói tôi sẽ hứa. Nhưng mà từ từ lúc mà xuống thiền nghiệm lại á, là đúng. Ô bây giờ càng ngày á, đen á, nó đẻ 5, 7, 10. Ông Trump hơn kỳ này ông đậu thôi, rồi ông 4 năm ông bình trị đến gái ông lên làm tổng thống là xong luôn. Sau này ai làm tổng thống, heo bò thú làm tổng thống thì nước Mỹ sẽ đi về đâu? Đó là có cái câu mà mấy vị nói là người Việt mình sau này ào ào trở về nước Việt là vậy đó. Có mấy cái bài sấm đó. Không còn cộng sản,
thế giới, không còn chùm khăn khủng bố, không còn cái tụi mà giàu có tài phiện giống như kiểu Bill Gates phải không, mà thả Covid cho mình chết, không còn đầm lầy, tức là những cái án mà thù thường nói, nó không còn cái đó. Thì cho thế này có phải là hòa bình không? Đâu có ai ăn hiếp ai nữa. Không còn Putin, không còn Nga, không còn Tàu nữa. Tàu lúc đó chia 5-7 rồi. Thì đâu còn có ai, đâu còn Thiên Tứ Kiệt này hết job rồi, thất nghiệp rồi. Thì đúng như cái lời nguyện, trái đất này còn sự bất công, Kiệt sẽ không thành Phật, đi về trời. Thì cha cũng nói lần này lần cuối, mẹ cũng nói lần này lần cuối của con mang thân người. Kinh Địa Mẫu cũng có nói sự hữu nhiễm đó. Minh Dương sức thế chẳng ai đó, sáu gì thiên tử thi tài nhé. Mà lần này chỉ có một mình sư phụ là thiên tử xuống trần. Một trái đất này như hạt cát trong bãi cát, thì có một mình sư phụ thôi. Ngoài đó ai mà giả thiên tử là láo. Thiên tử phải có rồng hộ mệnh, phải có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, và có cái sự tiếp xúc với bề trên mới làm việc được. Còn mà thiên tử nó bằng miệng á, trị bệnh á, không biết ta có hết bệnh không mà mình bệnh trước rồi đó. Sư phụ trị bệnh ma, bệnh quỷ, bệnh tài, trị cái là hết luôn. Bàn tay này để lên nè là hết á, bảy dòng hào quang nè. Đó là thiên nhiên chứ không phải là sư phụ học hay là ngồi ở hang động nào hay là thầy Tây Tạng nào dạy hết. Cái tái sanh nó đã là vậy rồi. Lúc mới sanh ra thiên nhãn thông mở thấy bầu trời khắp đủ thứ người đi trên đó, cho nên cái năng khiếu nó có. Và những người tái sanh giống như hộ cũng là trạng thái đó, họ có thể mặc áo thường chưa từng đi tu, có thể đạo Tin Lành, có thể đạo Công giáo, không có biết gì về kinh điển hết, nhưng mà cái năng khiếu là khi xuất trần độ chúng sanh thì mang những cái bản thể của nguyên thần xuống thì làm việc thôi. Chứ xuống đây học biết chừng nào mới xong cái lớp học. Học ở thế gian này học hoài cũng không bao giờ hết. Sau này lịch sử nhân loại sẽ có những cái câu chuyện truyền kỳ về người Việt. Tại sao người Việt bị Tàu đô hộ cả nghìn năm Pháp và Mỹ mà lại không bị mất? Thì sư phụ thường hỏi tất cả các vị ở trên trời á, sư phụ nói chuyện rất là nhiều gì. Hòa Thượng Thế Công, Bồ Đề Đỗ Đồ Sư, Bồ Đề Đạt Ma, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Đức Thầy, chị sư phụ, rồi Thánh Mẫu Liễu Hạnh, rồi có mấy bà chị kia, 12 bà chị, rồi 12 ông anh, rồi bác tiên, rồi vị này vị kia sư phụ không thể nói tên nữa, rồi nói tên hết. Rồi nói chuyện với nhạc phụ Long Dương, rồi mẹ nhạc mẫu, rồi mấy bà chị của bà này, rồi bà này có bà chị 8 tuổi thành Phật. Thụ nói chuyện láng á, ai cũng nói hỏi thăm hàng ngày, giống như con đi nhà bà con này bà con kia hỏi thăm thì thụ cũng vậy, ngồi xuống thì thỉnh lời mấy gì dạy. Rồi thụ nói chuyện với ông Nguyên Thần ở sư phụ để coi những cái quyết định mà cái sát phàm đang làm đúng hay không. Thì Nguyên Thần nó khôn sư phụ gấp 10 lần, mà nó nói đúng thì sư phụ làm, nó không thì sai. Tại vì với Hiêm á là Thái tử Thiên Nhãn á, giống như corporation vậy đó, hụng nhau quá không. Cái sát phàm mà làm tội thì Hi cũng bị bad credit với cha vậy, thì cũng đâu có muốn. Có một lần sư phụ ăn lỡ mà này mua tôm hùm mà nó còn sống thì không biết về cúng, nhưng mà ăn sư phụ tam tịnh nhục mà nó trời ơi, nó đau bụng rồi phải gọi mơn si vô, mà đau gì đâu, vô nhà thương cái hết. Cái lúc đó mà ngồi thiền hỏi mấy vị tại sao, vì nhà ngươi không có được ăn đồ sống, nhà ngươi lỡ ăn thì ta phạt nhà ngươi. Còn nhiều lúc á mà không có để cho cái đỉnh đầu nó bị nóng là say á, thôi làm cái gì á nó cũng có regulation hết, control hết. Cho nên bất cứ chuyện gì
bao nhiêu hơi thở một ngày, bao nhiêu bước đi một ngày đều có sự kiểm soát từ lời nói, từ cử chỉ của thiên thần và địa thần ghi chép. Rất là chính xác, không có thể nào mà sai chạch được. Rồi có cha nữa, nhất cử nhất động, dũng chữ nhất cử nhất động. Sau này thuộc về trời, nhân loại không có ai được thờ hình tượng và cũng không ai được cúng, chỉ có thờ Thượng Đế thôi. Thuộc với là người truyền tin thôi nha. Lệnh cha xuống, rồi sư tổ tức là Đức Thầy á, mang 5 cái xác phàm để mà dạy dỗ sư phụ. Mỗi đời nào cũng có sư phụ theo ngài hết, thì đời này cũng có ngài nữa. Ngài là Phật Di Lạc số 1, sư phụ là Di Lạc truyền thừa, Đức Thầy là Phật Di Lạc số 1, ngài là Phật Dương, sư phụ là Minh Dương. Ở nước Việt có Đại Phước, có hai người tái sanh lỗi lạc cầm bản phong thần ở thời nay để mà lập lại một cái đời mới, một cái xã hội mới. Con người đời sau á, không có ai biết nói láo, cũng chẳng ai biết lường gạt ai, sống rất là thật thà. Cái quan trọng là không ai nghèo, ở nhà thôi, gạo nó cũng bay tới nhà, tiền nó cũng tới nhà nữa. Tại sao? Là vì chúng ta làm việc là work at home, bây giờ là làm việc ở nhà rất là nhiều rồi, computer không à. Rồi những cái đồng tiền á, mình làm không có tranh giành như thời nay. Thí dụ như một người mua cái nhà, một người bán cái nhà, lên online hai người trao đổi nhau trên online thôi. Nó cũng như vậy, chứ không có giống như thời xưa rồi mình phải lặn hộp ra nắng ra mưa rồi tranh giành, nó không có chuyện đó. Rồi mua bán cũng vậy, mình đi nhà hàng bây giờ thấy có nhiều người chỉ cần có một cái kitchen, có cái lò nấu thôi, rồi có người đi giao hàng với mua mấy cái hộp giấy, thì làm ở nhà hàng còn đắt hơn lại mướn chỗ nữa, rồi ai order cái mình giao thôi, đồ ăn còn ngon nữa. Cho nên thời sau con người sống rất là cực kỳ sung sướng, không có ai tranh giành ai hết. Và những cái nhất là mình không còn chiến tranh như lúc này. Lúc này vì mình còn ai có vũ khí mạnh á thì người đó nghĩ là nước đó mạnh, nhưng mà không phải. Sau này vũ khí không có sử dụng nữa, con người không có cần súng đạn để mà nói chuyện với nhau. Chỉ có ma quỷ xuống đây là các Marx và Lenin, nó lập lên một cái chủ thuyết vô thần, gọi là xã hội chủ nghĩa, gọi là hư vô á, mà không bao giờ có thật. Nó mới là siêu dị đoan á. Vậy mà nó nói xã hội tư bản là dị đoan, làm tổng thống phải đặt tay lên cuốn kinh đồ thời. Còn nó đó, nó tin ma quỷ là siêu dị đoan. Mà xã hội chủ nghĩa tức là người ngu hay là người giàu, người mạnh khỏe hay là người yếu đuối, người siêng năng hay là người lười biếng. Thằng giỏi nhất làm một ngày $1,000, cái thằng làm biếng ở nhà hút sách ăn chơi không làm gì hết, thằng làm $1,000 cũng phải chia cho thằng kia 500. Con thấy xã hội vậy có bất công không? Vậy mà nó nói xã hội đó là công bằng, đó là chủ thuyết các Marx và Lenin. Cho nên bắt trọng hả, cứ miệt mài đi tìm hoài, ta lần mòn leo mãi chẳng qua được vách sậu. Hôm nay bắt trọng đi luôn, tại tìm hoài không ra được vách sậu thì đi chứ sao giờ. Cái đó là một cái củ cà rốt mà trước mỏ con thỏ vậy đó. Họ không bao giờ họ tin là loài thú có thể mang thân người, chư thiên cũng có thể mang thân người. Một chư thiên trên trời cao sang tu hàng triệu năm thành ra một vị Bồ Tát, một con thú vừa đầu thai lên thân người, hai người mặc đồ vest giống nhau, rồi hai người cái tánh tình dĩ nhiên là khác nhau rồi, thú mà sống cùng với xã hội chủ nghĩa, rồi làm việc rồi chia chung với nhau, điệu nhau. Có nghĩ cái chuyện đó có gọi là gì, đâu có phải gọi là thăng tiến thần hồn nữa, không bao giờ xảy ra. Cho nên hôm nay Thượng Đế dẹp cái chủ thuyết vô thần đó một bên. Thật tức là thật, giả tức là giả. Ai thật tâm tu, ai thật tâm làm việc,
thì người đó giàu có sung sướng. Còn ai làm biếng thì mày làm như mày hưởng nhiều. Đó là một sự công bằng nhất. Ai lên đây đọc kinh thì người đó được phước về trời. Ai lười biếng không đọc kinh thì mày đi xuống địa ngục. Tại vì không đọc kinh tức là ngày nào cũng tạo nghiệp. Đọc kinh là tự động nó làm cho mình thánh thiện, mình không có tạo nghiệp. Đó là mới gọi là công bằng. Chứ không có thể mà nói bằng miệng, ồ ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến tới xã hội chủ nghĩa, tiến hoài đi bắt chậm, bây giờ bắt đi luôn rồi đó. Làm gì có. Vậy á, mà làm cho cả trăm triệu dân hoang mang, đói khổ, nghèo túng. Bây giờ con Việt Nam á, mà con cầm cái bảng giống như lúc 75 vô để Hồ Chí Minh muôn năm. Muôn năm hả? Muôn năm thì sư phụ chắc phải chờ muôn năm mới trở về nước Việt á, không bao giờ có. Ai mà bây giờ nói là Hồ Chí Minh muôn năm là người đó mới là ảo tưởng đó. Người ta đã quá ê chề rồi, con biết không? Người ta muốn thay đổi. Cái người đảng viên cao chừng nào muốn càng muốn thay đổi lẹ chừng đó đó. Mà không biết sao ta thay thôi. Cho nên bây giờ mấy đại ca nghe đài này nhiều lắm. Tại đài nói trúng rồi. Mình đổi áo thôi mà. Áo vàng đổi áo trắng. Áo xanh lá cây đổi áo xanh đậm vậy đó. Danh từ đổi thôi, phù hiệu rồi đổi thôi là xong. Thằng nào tham nhũng xăm lên trán cho mày ra đường. Mày quê với mày hết dám tham nhũng á. Con người chúng ta sống phải có định hướng và phải có tương lai rạng ngời, tức là phải có con đường đi vô tận. Chứ còn con người Việt Nam nó khác hơn con người Mỹ. Tại Việt Nam mình biết mình học hết xong này học rồi, cuối cùng cũng làm đi shipper hoặc là đi xin làm lao động ở Hàn Quốc hay là Nhật hay này kia, tức là qua bên đó chỉ chạy bàn với quét đường phố thôi. Còn ở Mỹ này mình lớn lên, mình học xong đại học, mình được chọn nghề kỹ sư hay là muốn làm nha sĩ, bác sĩ, là nha khoa, whatever, nó có một cái tương lai xa lớn. Rồi nếu mình làm nha sĩ giỏi thì mở phòng nha sĩ, còn nếu mình làm giỏi giỏi nữa thì mình mở một đống phòng nha sĩ, mình làm giống như mướn là nha sĩ mới ra trường. Cho nên cái tương lai ở Mỹ là như vậy. Cái tương lai của nước Việt Nam có được như vậy hay không? Cùng là một con người sanh ra, cùng hưởng một cái bầu không khí, cùng sống trong cái quả địa cầu, tại sao lại có sự bất công như vậy? Suy nghĩ đi. Những đứa Việt Nam nào còn giỏi hơn mấy đứa ở Mỹ nữa? Nếu mà chính phủ và những cái người lãnh đạo dọn cho nó một cái tương lai giống như tương lai của Mỹ đi. Đứa nào đến đấy học thì không ra đại học, không biết làm gì, đi giao hàng cũng không ai mướn nữa. Nhưng mà con người mình vừa học xong mình không có làm được những cái công việc mình học, có nghĩa là gì? Úp lá chuối, ủ lá chuối. Còn đây mấy đứa quý vị đây có con gửi đi đại học biết, đứa nào học giỏi chưa học xong nữa thôi, là nhà thương hay là công ty này công ty nọ, nó gửi giấy nó mời đi làm rồi, trả lương rồi 80-90 ngàn năm liền rồi, tức là vừa học xong là tiền vô rầm vô nhà băng nó rồi, đúng không? Còn Việt Nam học xong làm gì? Sáng xỉn chiều say, chưa 2-3 cử cà phê. Rất là bất công. Cho đến khi mà Đức Thầy xuất hiện, những cái hiện tượng này sẽ không còn nữa. Nhất định sẽ không còn nữa. Nước Việt sau này sẽ không có còn cô dâu xứ đài như hôm nay nữa. Và cũng không có còn mà đi qua Miên mà bị ăn hiếp hay qua Mã Lai nữa. Nhất định là không còn. Sư phụ thời ngày nào vô còn hơi thở, không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra.
Tính sao đi? Hả? Đi Đà Lạt hả? Chắc không đi đâu, đi đâu nổi. Đây cô nói tới đầu quên ta. Cô dâu sư đài. Cô dâu sư đài. Cậu con gái Việt Nam mình á, cha mẹ rất là tội nghiệp. Ở dưới quê nhất là Long Xuyên, Cần Thơ, Gạch Giá, Cà Mau, gia đình nó đẻ ra 5 đứa con, đứa sáu đứa đẹp, cái đứa đẹp nhất là cái đứa phải hy sinh đi lên Sài Gòn hỏng bán karaoke rồi từ từ đi qua xứ đài để mà lấy tiền nuôi mẹ. Còn cái đứa sáu á thì ở nhà là có phước, nhưng mà là ở nhà lại buồn tuổi vì tôi xấu, tôi không được làm dâu xứ đài. Cái xã hội còn thấy có bất công không? Quá bất công, quá sức sỉ nhục đi. Toàn là lượng gái đẹp qua làm tưởng làm dâu xứ đại gì. Một thằng cha xì thẩu già 80 tuổi, có cả chục đời vợ luôn rồi đó, người qua cưới con gái Việt Nam 25-26 tuổi, vậy mà còn quýnh đập ăn hiếp người ta nữa, đẻ ra cho đứa con á mà nó còn coi không ra gì nữa. Chưa có quốc gia nào mà bị nhục như nước Việt trong cái thời hiện đại này, nước Miên cũng không có nha. Hussein á, tuy là bán nước cho Trung Cộng á, cũng chưa có nổi như nước mình nữa. Quý vị thấy vậy không? Vậy mà hôm tới ngày hôm nay còn cả cái đống thằng á, nó còn cứ nghĩ là bưng bô rồi đảng Cộng sản vẫn còn tiếp tục. Chuyện đó không bao giờ có, trời Phật không bao giờ phụ bạc nước Việt mình đâu. Chẳng qua là bỉ cực rồi tới Thái Lai thôi. Nước Lào nó ngu mình mà giờ còn sướng nước Việt nữa. Giờ nước Miên đâu có coi Việt cái gì đâu. Bắt chính bờ bở nó, trời ơi. Đi còn sợ cái thằng con của Hussein nữa. Thằng đó bập mũi dục. Không có thù mấy thằng đó trả lại gì. Thù coi cốt của nó hả ơi. Con ngựa, con chó, con heo này kia thôi. Đâu phải là chư thiên gì đâu. Nên nhớ những nguyên thủ quốc gia đó, mà nước Tàu đó, nó có thần thông, gọi là hát thần thông. Cho nên nó biết ai cốt này cốt kia, người nào có chân mệnh cao là nguyên thủ quốc gia đó thì cứng cựa, phải không? Nó coi chân mệnh của Biden là thái giám, cho nên nó mới nhũng loạn qua nước Mỹ, nó mới sao động. Còn nó coi được cái chân mệnh của ông Trump là tướng trời, là nó quản hồn, cho nên nó là thiên hạ thủ di cường, nó phải đánh trước khi ông Trump vô Nhà Trắng. Mấy con coi nè, tại vì ông Trump vô Nhà Trắng rồi, nó đâu có chiếm được Đài Loan, nó sẽ quýnh trước. Cho nên cái trận này là không thể tránh khỏi. Cơ trời đi hay lắm, giống như là lên chốt, qua ngựa, lên xe, cứ dí dí vô vậy đó. Thì thường mới nói là năm cái nó mới lật lượt. Chiến tranh mà, thứ ba mà, chục kia chọi với đồng minh. Thì mỗi con người nó có chân mạnh, chứng mệnh cao thì thiên thần gia hộ. Nếu mình nói về reality, tức là thực tế, Ngô Tấn Kiệt này một thương gia, tính ra cũng giỏi hơn mấy thằng bệnh tham nhũng bóc lột người ta. Sụ qua Mỹ với bàn tay trắng không đồng, tạo lên cơ xưởng cả tỷ, cũng trình độ cũng hơn mấy thằng đó nữa, cũng học xong ở Mỹ nữa. Đừng nói chi sư phụ chứng mệnh là thiên tử, mà khi thiên tử đi vô nước Việt không phải một mình sư phụ, mà nó có hàng vạn Bồ Tát, hàng vạn chư thiên trên trời, và những vị thần của tất cả các quốc gia đều quy phục. Đó mới là quan trọng, không phải là mặt hữu hình. Những người mà thầy, hòa thượng hay những nhà tâm linh họ hiểu cái này. Thiên tử đi đâu đều có thánh thần và rồng hộ mệnh. Còn những người bình thường làm bí thư làm này, trên cho trả lại gì hết, có phước được hưởng khúc vậy đó. Không phải là dùng nói để mà ngã mạng. Tới giờ phút này không còn cái gì gọi là ngã mạng hay là tự xưng nữa, mà phải nói thẳng và nói thật để cho chúng sanh hiểu.
Còn dù có cái lực đó hay không thì thử đi sẽ biết. Ai mà khởi tâm thôi, ai cái gì mà suy nghĩ thôi, dù ngồi đây dù biết hết. Biết mà không làm mới là hay á. Đúng giống như họ Thiền Thù đã trước khi nhập thất khoảng tháng 2, Đức Thầy nói: mai mốt ai xuyên tạc con chỉ mỉm cười thôi nghe. Rồi bắt đầu chó sói thầy Pháp, tức là ông Bắc á, rồi lôi kéo, rồi về bùa chú hư ém, rồi bán hình bán tranh tiền bạc cho mọi thiên làm, họ thiên ráo trộn để mà lôi kéo. Thù biết hết, mấy vị thả cho làm như vậy đó, để làm chi? Để sàng lọc những đứa họ thiên, đứa nào thật tâm, đứa nào không có thật tâm với họ thiên, đứa nào mong cầu, đứa nào không có mong cầu, để mà giúp sư phụ về Việt Nam. Vì họ thiên trong tương lai sẽ là cai quản nước Việt. Có đạo, có đạo đức, có nhân lễ nghĩa chí tín mới ra phục vụ cho quốc gia, chứ không phải là người thường phục vụ quốc gia. Không phải là con ông cháu cha rồi ăn chơi rồi đưa lên làm chức bộ trưởng này hay là đại tá kia. Ở trên mà cái thằng ngu á, ở dưới 1000 thằng lính á, nó có khôn nó cũng thành ngu theo á, có biết không? Ở trên mà không có giữ quy tắc thì ở dưới làm gì có quy tắc. Thế nên những cái thời sau sẽ không có chuyện đó. Người nào có tài cao thì ở cao, có tài thấp thì ở thấp. Nhưng mà thật sự thấp cao đều có cái nhiệm vụ riêng của nó. Bây giờ cũng giống như con xây cái nhà này, cái cục xi măng ở dưới này tuy mình không thấy nhưng mà nó cũng là một phần quan trọng cho chúng ta ngồi đây, đúng không? Lên tới cái sàn này, rồi bắt đầu lên tới cái cột này, lên tới cái nóc, cái bộ phận nào cũng là quan trọng góp thành cái nhà. Trong nhân loại không có ai là cao ai là thấp, chỉ có lòng yêu nước thật tâm hay là không yêu nước thật lòng thôi. Chỉ có như vậy thôi. Ở một cái đẳng cấp nào, một cái thành phố nào, một người không học giỏi thì làm xã trưởng, mà làm xã trưởng có lòng tốt cũng là tốt. Còn người học cao hơn mà tâm không tốt, học xong đại học hay là cái chức vụ mà làm cái chức xã trưởng nhỏ xíu mà tâm tham lam thì ăn hiếp cả cái làng cái xã đó. Nó đi ngược lại. Cho nên trình độ thì cũng có cái nhiệm vụ của đúng theo cái trình độ đó. Cái quan trọng nhất là cái tâm phải thành thật. Nhân sinh thời nay thấy trắng thì nói đen, thấy đen thì nói trắng. Chả ai hiểu được cái kênh nào gọi là kênh thật, kênh nào gọi là kênh giả. Nhưng mà trong khối người Việt hải ngoại và ở trong nước nhìn biết chuyện này, nói chuyện những cái nơi thô sơ nhưng mà lời thật, cũng ít những người nhận ra được là lời thật. Nhưng mà cũng những cái phe phái không thích nghe, họ chỉ muốn nghe và họ chỉ muốn làm theo cái ý của họ. Họ không bao giờ họ chấp nhận. Hôm nay Đảng Cộng sản Quốc tế đã tàn rồi, thua rồi. 5 năm trước họ cười, nhưng mà 5 năm sau tới ngày hôm nay, thời khắc này, trong lòng của họ biết thằng Kiệt này á, nó bậy chúng bạ hết rồi. Chết cha rồi, phải làm sao? Chết cha rồi, Phật xuất hiện rồi, Đức Thầy xuất hiện rồi, thằng Kiệt nó về rồi. Nó về nó không cho mình tham nhũng rồi, làm sao mình lấy tiền để mà mình đi ăn chơi được? Chưa có quốc gia nào á làm nhiều tiền á, chuyển ra hải ngoại hết, nó móc ruột hết à, không còn cái gì để trong đó để làm vốn cho quốc gia hết. Cho nên đến ngày hôm nay nó bắt đầu họ biết sợ đó. Cái họ sợ hết là làm gì? Trước là họ dụ, hai là họ dỗ xong không được họ giết, đúng không? Mà có làm được hay không á, khi khởi tâm thôi, tức là mình đã lên đài đánh boxing one by one. Một, khởi tâm thằng Kiệt chết, hay là tôi khởi tâm thiên binh sẽ đến giật cổ nó liền. Thử đi, thách thử. Chỉ có những người u mê vô thần mới coi trời coi Phật không ra gì, coi Kiệt không ra gì, mới dám thử. Cả hàng ngàn người bị chết yểu rồi đó, bị mấy dị vật á,
đột tử, đột tử, đột tử là nó đó. Chứ làm gì có chuyện đột tử. Khởi tâm mà phạm thượng là chỉ có đi thôi. Thần thánh theo chúng ta hai bên dây giác. Chúng ta khởi tâm xấu thì mấy vị biết ngay lập tức. Trong này bao nhiêu người xấu, chuyện này cũng biết á. Nên đừng, mình chỉ có thể gạt người thường thôi, không có thể nào mà coi thần thánh không ra gì. Chuyện này thuộc dạng thần thánh đó. Cao hơn nữa đó, thần thánh cũng phải nghe lời của Kiệt á. Giống như ma hồ ở đây, giống như thiên binh thiên tướng, giống như hồn thiên nước Việt là những gì tướng của nước Việt cũng phải nghe lệnh của Kiệt á. Chỉ có ngọc ấn, kim bài, bảo đao thì chỉ ra lệnh thôi, nói cái tên người đó thôi là bên kia dễ đạch đạch rồi đó. Có tên hay không thử đi. Cho nên những cái thiên ma trong 3 tháng rồi á là đã bị càn quét, nhất là anh bắt con chó sói đã hoành hành ở núi Thiên Long Sơn. Còn dám nói, con Sương nó nói ô anh bắt anh nằm dùng trên Thiên Long Sơn 10 năm nay để chờ cơ hội để mà chiếm cái núi, rồi để làm một cái môn phái to là giọng ngữ lộng ngôn, bộ thiên tử ngu để cho làm. Chẳng qua thiên tử muốn tương kế tụ kế để sàng lọc cái đám đệ tử coi đứa nào tốt đứa nào xấu. Hôm nay chị ngã ngủ rồi nói thiệt, ồ nằm dùng trên núi 10 năm sướng nói vậy. Rồi đi gọi ông chồng, mấy con thấy tức cười không? Một con chó sói với một con của ông trời đấu với nhau. Thì chuyện của mình thì mình đã qua rồi, đứa nào còn hôm nay còn ngồi lại thì là đại phước theo sư phụ, tin cha tin sư phụ thì được về trời. Còn những đứa nào mà nó vô phước giống như con Khanh với Cẩm Tú bị trúng bùa. Hôm nay thù đến đây Thiên Long Giang để chữa, để giải hết tất cả các bùa ngải của đại tử nào bị trúng của anh Bắc. Tất cả những hình ảnh của ông Sương nó bán, tất cả những cái tượng mà bằng đá nó bán, hình của cha mẹ nhưng mà họ có thể sơn vô bùa chú trong đó đem về thờ, mình cứ bị nhức đầu, mình bị chuyện này chuyện kia hoài, đem đến thì phụ sẽ sái tịnh lợi thì nó sẽ có điển thanh. Còn nếu không á, là nó cứ làm cho mình bất an trong nhà đó. Tuy mình đừng có nghĩ là hình cha mẹ mà lại là không có bị, họ dùng hình tượng cha mẹ, họ bỏ bùa vô hình tượng cha mẹ. Mà cái con Kim Loan ở Việt Nam nó làm mấy cái đó, rồi nó đưa qua cho ông Sương, rồi mấy đứa này nó bán cho vòng vòng họ thiên đó. Thùa đã biết bao nhiêu năm, thùa cứ thả cho họ làm đó. Trong họ thiên chúng ta không có buôn bán hình tượng gì hết. Nên nhớ, theo sư phụ chỉ là thật tâm không thật tâm thôi. Hỡi mới có tiền ở trong này á, là đó là tà. Còn người nào mà chạy theo mà để làm tiền, rồi ăn chia với con chó sói á, thì nó sẽ đi xuống địa ngục hết á. Thù có sinh cũng khó lắm á. Cho nên rất là cẩn thận. Tại vì sư phụ là người tâm linh, thần thông, thì song song nó cũng phải có hát thần thông. Tại sao núi Thiên Sơn phải có chánh và tà? Trong đời xã hội chúng ta, cái bàn tay chúng ta nó cũng có trắng và đen, nó cũng phải có hai mặt, để cho nhân loại sau này học bài học. Chỉ có vậy thôi. Cái đó cũng là nằm trong cơ trời. Giờ có hiểu chưa? Giống như ngày xưa Phật Thích Ca đó, cũng có Bồ Đề Đạt Ba tạo phản. Anh Bắc là một trong 12 người đệ tử của sư phụ mà tạo phản, người lập môn lập phái làm loạn. Đó là đại nghịch, đại phạm thượng. Nên nhớ, đệ tử không bao giờ dám phản thầy. Nhưng mà anh Bắc là một trong 12 người đệ tử lại phản thầy. Cốt ổng là con chó sói, là thiên ma. Cả bản thân ổng cũng chả biết ổng làm điều sai đó, có biết không? Tại thiên ma nằm ở trên điều khiển xuống cái xác đó. Cả bản thân ổng không biết đó. Nhưng mà cái hàng đệ tử, đứa nào ở gần thì hiểu những gì sư phụ vừa mới nói, thì phải lấy ra đối chiếu và coi lại cái quá trình. Chứ đừng ở đó ở ngoài đó mà nghe rum mà rồi nghe kéo phe kéo phái, chạy xuống địa ngục cả đóng á, phụ kéo lên không kịp á. Thiên tử tức là thiên tử, Phật tức là Phật, ma tức là ma, sói tức là sói.
không có cái chuyện mà lẫn lộn xấu thì lại xưng là Phật. Còn thiên tử nói sư phụ làm sai cho nên cha có thiên tử mới, chỉ có một thiên tử duy nhất thôi mà nó nghe lời Long Hoa Mặt Tạng, rồi nghe lời mấy thầy pháp bên Việt Nam. Ổng chỉ là một cái chi nhánh của cái đám tà đó thôi, còn bên Việt Nam nó còn nhiều lắm, vậy mà cũng tin. Nên phải có chánh kiến. Và trước khi mà lúc mà sư phụ nhập thất đều có nói hàng đệ tử Hồi Thiên phải qua cái sàng lọc, coi lại cái clip của cái ngày đó đi. Rồi sư phụ cũng có dặn trước là đừng có chấp tướng, thua làm gì, có cha có mẹ có các chi vị lúc nào cũng trên đầu. Sư phụ làm sai cha sẽ gầy la sư phụ, chứ làm gì có cái chuyện mà tới hàng đệ tử đứng đó mà ngồi lấy cái đầu gà lắc cái đít dịch rồi xiên người ta, không có bằng cớ gì hết. Đó là chiêu trò của cộng sản, họ cũng dùng tâm linh, cũng dùng ở ngoài đời thực tế. Họ tạo lên Cao Đức Toàn là thiên tử. Bây giờ con nghĩ kêu Cao Đức Toàn đây ngồi nói chuyện với con, nó biết nói gì không? Nó biết khỉ gì đâu. Nó biết Hồ Chí Minh muôn năm thôi mà nó dám xưng nó là thiên tử. Còn Phật Di Lạc của sư phụ á là đức thầy đã chuyển thế nhiều năm, rõ ràng là một vị Phật lập ra đạo hòa hảo. Còn Phật Di Lạc của nó là cha mà quần cục mà cái bụng phệ mà ngồi thiền á, mấy con thấy cái hình đó không? Vậy mà cho là Phật Di Lạc, vậy mà cũng có người tin á. Ở ngoài Bắc cả nó có thêm rất là đông người á, có thấy buồn cười không? Vậy mà cũng làm được. Đúng là cộng sản á, nhiều lúc tôi thấy nhiều lúc nó ngu mà thương cái ngu của nó. Trời Phật mà nó cũng giả được nữa. Cái ông mặc quần cục rồi uống bia cho cái bụng cho bự lên, rồi Phật Di Lạc. Còn cái thằng Cao Đức Hòn là nó là con thú đầu thai lên, rồi nói là thiên tử sẽ làm Minh Vương nước Việt. Còn Minh Vương nước thiệt ngồi đây á 5 năm trời á, tốn hơi tốn sức tốn tiền tốn của để dìu dắt chúng sanh lập ra cái đạo. Bây giờ cái đạo Thiên Tâm ở nước ngoài có 7-8 nghìn người, trong nước Việt gần mấy chục triệu, bây giờ lan ra tới ngoài Bắc là cứu muôn trùng chúng sanh, làm biết bao nhiêu công đức của khoảng thời gian từ năm 2017 đạo ra đời tới giờ. Là một người cứu một người hơn xây tháp 7 tầng, sư phụ cứu mấy chục triệu người. Còn mấy cái thằng thiên tử giả nó làm được cái gì? Chả làm được cái gì hết, chỉ có giỏi có cái miệng lên trên kênh gọi kênh Bằng Cư Sĩ chửi sư phụ. Rồi bây giờ kênh con Võ Ngọc Yến đó là con yêu á. Rồi ông Phật Di Lạc bụng phệ là một cung một bọn á. Giữa chánh và tà lẫn lộn ở thời này về tâm linh đó nha. Còn mấy đứa vô tư á, thì không hiểu nãy giờ thụ nói gì thì để bên đi. Nhưng mà phải chú ý. Tại vì khi mà thời này á, trước khi Đức Thầy xuất hiện á, là quỷ dương cha cũng mở cửa địa ngục cho nó lên. Súc sanh ngạ quỷ cũng đều sống chung chúng ta, để mà cho khi mà sau cái màn này mà đóng sổ á, tụi nó không có cái gì gọi là nó nói ồ sao Thượng Đế tôi cũng con của Ngài, nhưng mà tôi lỡ thành yêu thành thú à, sao Ngài không cho tôi một lần cơ hội chót trước khi lập hội Long Hoa, trước khi thời Thượng Quân Thánh Đức mà Ngài bất công với tôi thì cha mới cho tụi nó lên sống lẫn lộn chúng ta. Đó là cái thời đại này nè. Đó là lý do tại sao trong nhà mình xáo trộn, con của mình nó không nghe lời, rồi mất giáo dục. Ở Việt Nam con giết cha, cha ngủ với cháu, cha ngủ với con, ô lãng cao cao hết. Là cái thời này là thời loạn lạc, loạn luân luân. Thì là quỷ với thú không à. Thì cha từ bi, cha cho nó một cái cơ hội cuối cùng để mà coi nó có quay đầu hay không. Còn nó không có quay đầu thì nó đi về nơi của nó. Chúng ta về thiên đàng với cha của chúng ta, cha mẹ chúng ta trên trời. Để thưa kể chuyện trên trời cho con nghe. Ở trên trời á, đời sống chẳng có khác gì đời sống chúng ta. Cũng có đám cưới, cũng có lãnh lương, cũng có tiệc tùng, cũng có đồ ăn. Nó y như vậy, nhưng mà người trời không có mặc đồ thô như vậy. Mặc đồ toàn là kim cương hộp sòn qua lụa giống như trong triều đình vua. Rồi cũng có ca sĩ nữa,
Rồi lãnh lương để thôi giải thích ở trên trời lãnh lương như thế nào. Giống như cha thượng đế phát lương cho ông thiên tướng là cái ân phước, là cái energy. Thì ổng có cái hào quang bự hơn, thì ổng ở trên đó ổng quay phong hơn và cái dùng cái thần thông để mà xây ra nhà cửa. Tức là khi mà có cái energy mà có cái hào quang lớn á thì biến hóa cái nhà lớn. Cái nhà nó cũng như vậy, nhưng mà cái cột này mình đi mình đụng đầu, còn cái cột ở trên kia mình đi nó xuyên qua được. Rồi ca nhạc là như thế nào? Thì giống như kiểu mấy đứa ca nhạc gọi là Càn Thác Bà, mấy con đọc Lăng Nghiêm á, là nó là ca sĩ trên trời. Thì lâu lâu ở trong cung đình hay là những cái nơi mà tiệc tùng á, thì ca sĩ cũng tới ca, cũng có MC, rồi cũng có bài vú, rồi cũng có đoạn, ngoài đoạn của mình. Đoạn của mình mấy vị cũng có thể thưởng thức được, vì nó cũng có một cái luồng hào quang. Mấy vị chỉ ngửi hào quang và chứng cái tâm của mình. Trên trời đồ ăn nó cực kỳ ngon, ngon hơn nữa. Sư phụ về trời hoài, tuy là bỏ thiên đình 3 ngày nhưng mà cũng đi lên đi xuống mỗi ngày, tại đi bằng cái chân linh đó. Rồi trên đó cũng có vợ chồng, cõi thiên đàng mà. Rồi cũng có sanh con là quá sanh. Quá sanh tức là hai người có thần thông tạo ra, cũng giống như cha là thượng đế, mẹ là Phật mẫu. Thì mẹ từ bi, cha thì có bi chí dũng. Thì khi mà quá sanh ra một hài nhi như sư phụ, thì những cái tâm tư của mẹ suy nghĩ, những cái tâm tư của thượng đế suy nghĩ, thì thành ra cái thân của sư phụ. Rồi từ từ cũng lớn lên, người trời cũng lớn lên. Một trăm năm của mình là một khắc ở trển, không đầy một phút nữa. Mà sư phụ ở trên trời là một cái thiếu niên khoảng mười mấy tuổi. Mà so với người tuổi của thế gian này á, là khoảng mấy chục tỷ năm á. Tại vì người trời sống mãi, không bao giờ chết. Thường ngày sư phụ nói chuyện với những cái bà chị, những ông anh á, về sinh hoạt ở trên đó như thế nào, rồi mấy vị mới ngồi kể. Thì hôm nay sư phụ hiểu được, nhớ được bao nhiêu, tại lúc này đang nói chuyện tùm lum á, không phải mình nhớ hết chi tiết à. Muốn nhớ chi tiết thì phải lập ra cái idea, tức là phải viết lên giấy rồi lên đây mới ngồi nói, còn bây giờ motion tới đâu mà nói tới đó. Quê hương chúng ta là ở nơi đó, không phải ở quả địa cầu này. Quả địa cầu này ngày xưa sư phụ với mẹ lập ra mục đích chính để mang thân người này dễ vỡ, dễ yêu, dễ giận, có ngủ ẩn lục căn, để chúng ta dùng cái đó để chịu khổ và dễ bị cám dỗ, để mà chịu được vượt qua những cái thử thách, để mà về trời, để chúng ta trân trọng những giây phút ở dưới thế gian này. Đó là mục đích chính của người quả địa cầu của chúng ta ở đây, chứ không phải mục đích chính chúng ta xuống đây chạy theo làm giàu. Bây giờ quý vị coi những cái người giàu của Việt Nam, bữa nay tới cái bà gì má con Cường Đô La bị bắt không? À, rồi bữa ấm bà Lan phải không? Rồi bữa ấm ông Điều Tân Minh gì nữa phải không? Ô, giàu có như phù du, một cơn gió nước lũ nó cuốn đi mất tiêu rồi. Đó là Đức Thầy nói, không phải là làm giàu, mà chúng ta xuống đây có cái giàu để đi ban bố, ban phước và giúp người nghèo. Và chúng ta luôn luôn lúc nào phải giữ cái tâm nó an lành, và phải biết về trời, biết về Phật, biết về tâm linh thì mới là đúng. Thì mới gọi là song song, vừa hưởng phước mà vừa dọn đường cho chúng ta về trời. Còn chỉ biết được có một bên thôi, chỉ biết tiền thôi, rồi biết xài tiền thôi, rồi biết biết hơn thua. Bữa nay tôi không đấu thầu được cục đất này, tôi rất là nổi giận. Ngày mai á, mà tôi thua cái dự án này, tôi rất là nổi điên. Thì cái đó là sai. Được hay mất đều là do cái phước và cái nghiệp của mình, không có nên chấp. Nhưng mà người Việt Nam có bao nhiêu người hiểu được cái đó, họ đạt được không? Giống như Quyết Vietjet Airlines nổi như cồn, đi họp với tổng thống muôn lần, mấy chục chiếc máy bay bên 77, không đầy 2 năm vô tù. Có thấy chuyện tức cười không?
Rồi cái bà Trương Mỹ Lan mấy Mỹ nó lên báo một cái nước Việt mà rút rồi hút rồi chút ống rồi chút cho sạch cái ngân khố của nước Việt để mà tham nhũng 40 mấy tỷ đô mà chả ai hay hết. Thấy cái bùa có lạ không? Nước Mỹ này mà con mà làm sai chuyện 10.000 thôi lỡ tù rồi, người ta biết liền này. Còn Mỹ nó nói trời 40 mấy tỷ đô á nghe. Còn tiếng tiền Việt Nam nhiều quá thì không biết biết tính. Mà cả nước Việt không ai biết, có một mình Bác Trọng biết. Rồi cuối cùng Bác Trọng lại gì? Thành cái lò. Cái lò rồi cuối cùng bây giờ ông Tô Lâm moi cái Sinotra vậy đó. Cái lò cũng có lò, cái lò dởm nữa. Giống như cái màn đóng kịch cho đã rồi cuối cùng cái màn cũng tọt lót. Thấy có buồn cười không? Nước mình lạ quá phải không? Thì lạ thì mới có người lạ đang ngồi đây nói chuyện, có con Phật tất tiền mới nói chuyện chứ nước mình không lạ cho bộ đâu có xuất hiện làm gì. Thuộc lọ hơi lội lạ mà, thì mấy ông nội đó lạ thì sư phụ cũng lạ thôi, chứ còn mấy ông đó đừng có lạ thì đâu có người lạ này đâu, có đúng không? Lạ thì có lạ chị. Okay, Phượng, sư phụ xin lỗi con rồi không? Bây giờ con có gì nói bây giờ đi. À, microphone nè. Tốt đi, hồi dạy mấy con nha. Khi mình có cái gì trong gia đình mình, vợ chồng hay con cái, hay là muốn dạy dỗ con, không phải lúc nào mình vừa nghĩ xong là mình nói là người ta nghe đâu. Con phải đợi thứ nhất, đúng lúc phải nói thì con mình mới nghe. Nhất là rủ nó đi dinner chỗ nhà hàng Mỹ, nó không nghe nó cũng phải nghe, nó đâu có dám đập bàn quậy đâu, còn ở nhà nhiều khi nó bỏ đi đúng không? Tại vì mình mới vừa kêu rằng đâu có đi được, mình phải có một chút xíu tính toán đó. Thứ hai giờ phải lựa đúng thời điểm để nói, còn nói không đúng thời điểm cái tốt của con thành ra cái xấu á. Cho nên khi mình muốn đề nghị một cái gì, muốn nói cái gì, phải lựa đúng lúc, đúng ngày, đúng giờ. Và có những cái không cần phải nói, tại vì khi mà người ta làm lỗi mà mình nói lên á, nó cũng chẳng giúp ích gì, mà người ta tự ái rồi nó làm cho cái tình cảm xa cách thêm. Tốt nhất bắt chước sư phụ. Thụ biết một đống người làm lỗi, nhưng mà sư phụ chỉ một mình, tại trái tim sư phụ 3 ngày là không nhớ gì hết, lúc nào cũng cười hề hề. Thì cho nên bao nhiêu cái lỗi của người xung quanh cũng sẽ đi vô thùng rác xỏ hết. Nên bắt chước cái đó, cái gì không tốt đừng nên nhớ dài, tại nhớ dài là giống như mình để ung thư trong người mình vậy thôi. Còn nói mà để xây dựng thì phải đợi đúng lúc nói. Làm gì phải có giờ, có khác, có lúc, chứ không phải mình nghĩ đâu mình làm cho xong. Giờ mình nghĩ xong, mình làm xong, mình đổ cái rác của mình mà bên kia người ta chưa có thùng rác thì con dục đi đâu? Con dục rác vô sàn nhà đó. Tức là hai bên cái thùng rác nó phải có, mình muốn đổ rác mình cũng phải chờ cái thùng rác nó mở chứ. Anh đâu ơi thì nhiều đó chắc hiểu không? Ok rồi, tới phiên con nói chuyện. Dạ thưa, kính thưa sư phụ, hôm qua con có một cái thì con hơi buồn, nhưng mà sau đó con về con suy nghĩ lại, đó là một cái lời dạy thật là quý báu của sư phụ. Sư phụ đánh vào đầu con. Con đã tóm tắt đi rồi, yeah. Phải đi về á. Sư phụ thấy con, và từ đó con hiểu ra được là bây giờ con nói chuyện là phải đúng ngay thời điểm. Sư phụ đã từng dạy con nhiều lần. Và một cái nữa là con còn mong cầu, có những cái mong cầu không cần thiết, chỉ nghe lời dạy của sư phụ, lo thiền định và lo đọc kinh, đó là những cái mong cầu chính đáng, thì từ đó con sẽ đi theo cái con đường đó, không còn sân, con là sẽ ráng sẽ không còn sân si, không còn mong cầu. Và những cái gì mình nói ra là mình phải chịu trách nhiệm cho những cái lời nói của mình. Vậy thưa con xin hết. Okay.
nay bữa nay thụ qua đây có lẽ là chuyến cuối của năm nay nên thụ bữa nay ở hơi lâu, mấy vị kêu thụ phải đi về cho mấy thầy ni về với mấy ông chúa về, cho nên có gì hẹn các đệ tử online ha. À, đủ rồi không? Ok rồi, mấy con chúa lên xe, hẹn kỳ sau nha, chúng ta sẽ gặp nhau trên đất mẹ.